bóc trứng gà ra ăn, thanh niên rén ngang khi thấy có vị topping mới lạ. Theo đó, trên tay chàng trai đang cầm một quả trứng vừa mới bóc hết vỏ, một mạch bẻ ra làm đôi để chuẩn bị nhâm nhi thưởng thức hương vị thơm ngon béo ngậy. Tuy nhiên, điều không ngờ tới là khi thanh niên vừa mới bẻ ra thì lại phát hiện bên trong không phải là quả trứng gà bình thường, mà nay lại còn bonus thêm một loại topping mới, đảm bảo dai giòn sừng sực, nhân đôi độ béo luôn. Sau khi tách quả trứng thành những phần nhỏ, chàng trai liền hoài nghi mà cho rằng liệu đây có phải là ký sinh trùng hay không. Thế nhưng nhiều người khi xem lại hài hước nêu ý kiến, rất có thể nó là dây chằng trong quả trứng để cố định trong đó ấy mà. Chắc quả này bị đột biến tí thôi. Bên cạnh đó, không ít cộng đồng mạng đã tỏ ra vô cùng hoang mang trước cảnh tượng này. Một số bình luận để lại: tôi mới vừa lẫm xong quả trứng thì thấy cảnh này, riết rồi không biết nên ăn gì luôn á. Chắc có sáng trong ống dẫn trứng, khi tiêm vào thì nó xâm nhập rồi lớn lên như vậy nè. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Nhắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.